Trước mắt toàn thể các bác đây là một mẫu siêu máy dầu cực kỳ là to các bác nhá, và cực kỳ là dài, với chiều dài lên đến là trên 5m các bác nhá, trên 5m. Rất ít có một cái dòng xe ít chỗ mà lại dài mà lại to cao như con xe này các bác nhá. Đặc biệt trang bị là máy dầu cho nên là nó rất là kinh tế luôn, rất tiết kiệm nhiên liệu, rất là phù hợp cho các bác mình trong cái thời điểm mà xăng đang tăng cao đúng không ạ? To lắm, rộng lắm các bác ạ. Đây các bác nhìn cho em phần nội thất bên trong các bác nhá. Đây các bác nhìn này, phần bên trong rộng chưa, rất là rộng luôn các bác nhá. Và ở phía dưới đây được trang bị thêm một cái hàng ghế nữa, và nếu mà bác nào mà không thích mình có thể tháo hàng ghế này ra, còn bác nào mà mình muốn lắp thêm ghế đấy ạ thì mình có thể lắp thêm được một hàng ghế nữa, có nghĩa là ở cái khu vực này đấy ạ mình có thể lắp thêm được hai hàng ghế đấy. Hiện tại thì đang có 3 hàng, một hàng này và một hàng sau, và phía sau đấy ạ. Đấy các bác nhìn nhá, khoảng cách từ đây đến đây thì mình có thể lắp được hai hàng ghế nữa các bác nhá. Đấy, và chở được nhiều người hơn. Và mẫu xe này được mang tên là Sangyong Stabic, sản xuất năm 2008. Số sàn máy dầu 2.6 các bác nhá, 2.6. Và đây là cái phần táp lô của chiếc xe. Các bác nhìn xem này, phần táp lô được thiết kế đẹp chưa? Nhìn rất là hay luôn. Đó là cái phần đồng hồ của chiếc xe được nằm ở giữa các bác nhá, được nằm ở giữa như thế này. Và phần táp lô các bác nhìn này, đẹp như là những chiếc xe đời cao, đẹp như là những chiếc xe đắt tiền. Thế mà chiếc xe này đấy ạ, đấy, cái giá trị mà để cho toàn thể các bác mua đấy ạ thì chưa tới 200 triệu, chỉ có là trên 100 triệu đồng thôi là các bác đã có thể mình sở hữu một mẫu xe siêu máy dầu này rồi. Đây các bác nhìn xem, em đang quay cái phần ngang và một chút bên trong nội thất. Một tí nữa em sẽ quay chi tiết cho toàn thể các bác xem về những chức năng, về những cái độ sáng, độ đẹp của chiếc xe các bác nhá. Bây giờ em sẽ quay luôn đây. Xe thì được thiết kế gương kính điều chỉnh điện nằm toàn bộ ở khu vực này các bác nhá. Đây, gương chỉnh điện đây. Đấy. Rồi đây là vô lăng và có thu phí an toàn được nằm ở giữa. Vô lăng là vô lăng 4 chấu các bác nhá. Đấy, có cam hành trình đây. Và anh chủ trước cũng thiết kế thêm một cái rèm để che nắng chắn nắng đây này các bác này. Đấy, và trần của xe thì cũng đã được lên trần 5D rồi. Và các bác thấy cái phần trần này thiết kế có 4 cửa gió các bác nhá. Một cửa này, hai cửa này, ba cửa, 4 cửa. Và đây là chính là cái công tắc để vận chỉnh hệ thống điều hòa cho 4 cửa gió này. Chiếc xe được thiết kế có hai dàn điều hòa độc lập các bác nhá. Hai dàn điều hòa độc lập luôn, rất là mát. Ở trên đây có 4 cửa gió nữa. 1 2 3 4 cửa gió này cho một cái dàn điều hòa phía trên các bác nhá. Đấy. Một mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về Việt Nam. Đấy, từ Hàn Quốc về Việt Nam các bác nhá. Mẫu này là một mẫu xe chuyên dụng. Đấy, em thấy thì rất là nhiều bác mua chiếc xe này về phục vụ cho vấn đề là đi phượt này, rồi đi du lịch này, bởi vì nó rộng, nó to cao mà đúng không ạ? Và cái phần bên trong nội thất kia thì các bác có thể tháo ghế ra, mình để nguyên cái hàng ghế đằng trên, xong mình tháo hết hàng ghế phía sau ra, mình làm nhiều người, tạo thành một cái khách sạn phía sau luôn các bác ạ. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, cái form dáng bên ngoài của chiếc xe đây, nhìn rất là hầm hố luôn. Đấy, rất là to cao, rộng rãi và nhìn rất là hầm hố nhá. Biển Hà Nội. Đấy, vẫn đăng ký một chủ từ ngày xưa. Đấy, chưa thay đăng ký lần nào. Mặt nạ lăng của xe nhìn rất là giống dòng xe Mercedes đúng không ạ? Và cặp đèn pha của xe các bác nhìn kìa, rất là trong luôn. Đấy, và đây các bác nhìn xem, na đăng đúc nguyên bản theo xe, có phanh đĩa và phanh ABS. Đăng kiểm của xe tháng 8 năm 22 các bác nhá. Kính của xe thì được bọc dán toàn bộ xung quanh rồi. Đây, bọc dán toàn bộ xung quanh rồi đây này. Tem của xe cũng đã được dán rồi, dán vị trí này rồi nhá. Nội thất được trang bị là hai màu và các bác nhìn xem, nội thất rất là sáng, sạch, đẹp đẽ đúng không ạ? Điều hòa của xe là điều hòa auto các bác nhá. Đây, hệ thống điều hòa auto đây. Mắt rất là sâu và có màn hình giải trí Android loại cỡ nhỏ thôi, chứ được lên cỡ lớn các bác nhá. Phần táp lô em quay kỹ cho các bác mình cùng xem. Với chất liệu bằng da các bác nhá. Đấy, nhìn cái phần táp lô nó sẽ sang hơn rất là nhiều. Và đây có một cái vị trí để cho các bác mình đựng đồ này. Đấy, đây nữa này. Đấy, rất là hay. Đấy, đây là đựng đĩa nhá. Đây là đựng đĩa này, đựng đĩa nhà. Mà đây nó là nguyên bản nhá. Cái vị trí thiết kế này nó là nguyên bản các bác nhá, chứ không phải là anh chủ trước độ thêm đâu. Chỗ này có một cái cốp đồ đây.
bộ ghế da của xe còn đẹp. Đấy, côn số lái của xe rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào bác nhá. Các bác mua mẫu này về sử dụng ngay, đổ dầu mà đi luôn, không phải sửa, không phải đầu tư gì nữa các bác nhá. Ở chỗ này thiết kế có gì ạ? Là có một cái cốp đồ này, và đây nữa này, hai lớp liền luôn. Đấy, hộp đồ rất là to để cho các bác mình thoải mái được đồ. Chỗ này là khu vực đèn trần và báo một số thứ như đồng hồ. Đấy, đây tấm chắn nắng các bác nhá, có gương soi. Xe này và tất cả những mẫu xe khác của bên em đều được cam kết đảm bảo cho toàn thể các bác, để các bác mình có sự yên tâm nhất khi đến mua xe các bác nhá. Xe nào cũng thế, đều cam kết cho bác mình là không có lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước gì. Đấy, giấy tờ pháp lý là chuẩn chỉ, sang tên bất cứ lúc nào khi bác cần. Em cũng đang giao dịch mấy con, đang trong bãi là đang giao dịch mấy con nhá, có cả khách đổi xe luôn. Thì em review chiếc xe này lên, bác nào mà ưng thì mình có thể là mua thẳng, có thể mình đổi xe nhá. Các bác có xe gì mang đến em đổi cho, xe gì cũng đổi luôn. Đây nội thất đây, các bác nhìn này, rất là rộng. Hàng này mình có thể là ngồi được 4 người các bác nhá, ngồi được 4 người luôn vì nó rất là rộng, 4 người vẫn thoải mái. Đây khu vực này nữa, mình để chân thoải mái nữa này. Đấy, và đây đấy thì là nó sẽ thiết kế có một cái vị trí đựng đồ đây. Và chỗ này có đèn này các bác này. Đấy, có đèn này. Đấy, khá là hay đúng không ạ? Khá là hay luôn. Rộng lắm, các bác nhìn này, mình bước về phía sau thoải mái nhá. Và cái ghế này đấy ạ, ghế này nó có cái đường ray. Đây nó có đường ray đây nhá. Đường ray đây thì mình có thể là lùi lên, lùi xuống bình thường. Đấy, đưa ghế lên, đưa lên xuống. Hoặc là các bác mình có thể là mình đảo cái ghế này, quay mặt về phía sau, đối diện với lại cái hàng ghế này đi. Đấy. Theo em bác nào mà mình thích đấy ạ, mình về mình dán hết kính đen lại. Đấy, xong mình độ ghế và mình cho một cái bàn ở giữa. Đúng không? Cái ghế này quay lại và cái ghế kia quay lên, xong làm một cái bàn ở giữa. Mình có thể là tạo thành một cái bàn ăn hoặc cái bàn làm việc hay là bất cứ cái gì, có thể tạo thành một cái khách sạn ở khu vực này luôn. Nhiều bác em thấy là ngăn ra như này, đây là một cái tấm ngăn từ đây ngăn sang bên kia, ngăn riêng hai cái ghế ra nhá. Đấy, tất cả người ngồi ở sau sinh hoạt phía sau. Đấy, không ảnh hưởng gì đến những cái người mà ngồi ở trên các bác nhá. Rất là hay là như vậy. Và các bác có thể bỏ hết ghế ra và mình có thể là mình nằm ở dưới đây thoải mái luôn nhá. Đấy, giải chiếu giải các thứ, làm một cái ghế nhỏ nhỏ ngồi dưới cũng thấy cũng khá là hay. Mẫu này thì mà để mà vào tay em thì em độ lên thì nhìn chiếc xe nó sẽ chất hơn rất là nhiều. Chiếc này nó là nguyên bản các bác nhá, nguyên bản nó là như vậy. Bác nào mà muốn độ thêm thì tùy các bác thôi. Đây keo chỉ mép cánh cửa đây các bác nhìn này, keo chỉ mép cánh cửa đây nhá. Đấy, cái đồ nhựa, đồ da của xe đây các bác nhìn này vẫn ok này. Một số vị trí nó hơi bẩn một tí thì các bác về mình vệ sinh cái ok sạch sẽ thôi. Đấy, lốp của xe thì vẫn còn tương đối, chạy thoải mái các bác nhá, chạy thoải mái luôn. Mẫu này là không có liên hạn sử dụng các bác nhá. Các bác lưu ý cho em là không có liên hạn sử dụng đâu. Mình chạy thoải mái, chạy suốt đời luôn. Hết đăng kiểm thì lại cho đi đăng kiểm. Và mẫu này thì thấp nhất dòng xe con nó là 6 tháng một lần các bác đi đăng kiểm, chứ không xuống 3 tháng hay là hết đời giống như là xe tải đâu các bác nhá. 6 tháng là thấp nhất, cứ 6 tháng các bác đi đăng kiểm một lần cho em. Và mỗi một lần là mình bỏ ra là hơn 1 triệu đồng các bác nhá. Đây em cũng chia sẻ thêm một số những cái thông tin như vậy để cho các bác mình cùng biết. Đây em quay gần một chút cái phần đầu của chiếc xe. Đấy các bác nhìn nhá, mặt nạ ga lăng của xe đây được ốp lốc rất là sáng bóng. Đấy, đèn pha của xe còn đẹp, sơn xi sạch bóng đúng không ạ? Đấy, sơn xi của xe còn đẹp, thân vỏ của dòng xe này thì nó rất là dày và cứng chắc các bác nhá, rất là dày và rất là cứng chắc luôn. Thứ nhất nó là dòng xe nhập khẩu và nó dòng xe sang nhông này thì bao giờ nó cũng sẽ cứng chắc hơn, dày dặn hơn và chạy thích các bác nhá, dòng này chạy rất là thích luôn các bạn. Và phụ tùng đồ đạc của dòng xe này thì nó cũng sẵn có và nó cũng rẻ thôi. Bác nào không biết, các bác mà lên mạng hoặc các bác hỏi người khác thì có lẽ là chưa chắc đã mua được con xe này đâu. Tại vì người ta sẽ nói là đây là con xe mà với phụ tùng nó đắt này và nó sẽ ít đồ này đúng không ạ? Nhiều người không biết sẽ nói là như vậy. Thế nhưng mà bác nào mua chiếc xe này em chỉ chỗ cho các bác mình mua đồ luôn, rất là rẻ và rất là nhiều các bác nhá. Rất là nhiều và rất là rẻ, rất là sẵn luôn. Các bác mình yên tâm điều này như vậy. Đấy, đây là khu vực phía đằng sau các bác nhìn này, từ nhìn từ phía sau lên nhìn chiếc xe nhìn rất là ngầu luôn đúng không ạ? Rất là hầm hố, cảm giác như là những cái mẫu xe siêu xe của Đàm Vĩnh Hưng vậy đúng không ạ? Em thấy thì một số những cái con xe siêu xe của Đàm Vĩnh Hưng nhìn nó cũng chỉ như thế này thôi đúng không ạ? Và ngày xưa em thấy là
Đàm Vĩnh Hưng đi một con rất là giống cái chiếc xe này các bác nhá. Vâng. Có những thời điểm thì em quảng cáo chiếc xe này là của Đàm Vĩnh Hưng đây. Dạ vâng. Dòng này thì bên em bán trong gian vừa qua cũng khá là nhiều. Bán rất là chạy luôn. Tiền thì rẻ mà mua được chiếc xe đẹp như này. Chất như này đúng không ạ? Còn là máy dầu luôn. Đợt trước thì em bán mấy con còn trên 200 triệu cơ. Nhưng mà đợt này để cho bác mình cũng giá cũng xít xít gần 200 triệu thôi nhá. Để cho nó nhanh, bán cho nó nhanh các bác nhá. Và đây là phía sau. Đấy. Có camera lùi cái thứ đàng hoàng này. Biển Hà Nội. Các bác nếu mình ở gần quanh khu vực Hà Nội đấy ạ, để nguyên cái biển này cho em, không cần phải sang tên làm gì cho tốn tiền ra, đúng không ạ? Để nguyên biển làm công chứng đi thôi, giữ nguyên biển Hà Nội. Làm công chứng mua bán, công chứng ủy quyền ấy, ra văn phòng công chứng người ta đóng dấu cho, thế là xong. Thế là hợp lệ hợp pháp, cứ thế để đi thôi. Quá là ok luôn đúng không ạ? Đấy, đây đây nhá, cái lốp này rất là dày luôn, các bác nhìn xem. Châu chỉ bằng tắt đi cánh cửa đây, các bác nhìn xem là ok này. Đấy, 4 tắp ni của xe là ok nhá. Sạch sẽ gọn gàng. Nhiều bác em thấy là về bọc hết lại ghế một cái màu gọi là màu da bò này, màu cam đấy ạ. Và sơn hết nội thất thành cái màu cam. Nhìn chiếc xe em thấy là sang hơn nhiều lắm. Nhìn chiếc xe nó đẹp hơn nhiều cực kỳ luôn. Đấy cái phần này này. Đấy chỗ này da thì bọc lại da màu cam này. Và những phần nhựa ở dưới này sơn màu cam này. Em thấy rất khá là hay đúng không? Chỗ này một chất liệu da nhá. Xe này của em như em nói là nó là nguyên bản. Đấy, đồ đạc các thứ của nó là nguyên bản, chưa độ đẽo gì. Em rất thích độ các bác nha, rất thích độ cái dòng xe này luôn. Và khu vực phía sau đấy thì các bác nhìn này, có loa này và chỗ đựng đồ, đựng nước này. Đấy, loa và đựng đồ, đựng nước đây, các bác nhìn xem nhá, rất là rộng. Theo em thì nhiều bác, em thấy là nhiều bác ấy là tháo mỗi cái hàng ghế này thôi, để nguyên hai hàng ghế trên này. Đấy, để mình chờ hàng, chờ đồ đúng không ạ? Mở cái cốp này ra đựng được rất là nhiều đồ luôn các bác nhá. Mở cái cốp này ra này. Đấy, các bác mình như kiểu là một chiếc xe bán tải luôn. Con này nó cũng là một trong những chiếc xe bán tải đấy ạ. Nhưng mà nó không có liên hạn sử dụng. Đấy, không liên hạn sử dụng nhá. Nhưng nhiều con bán tải, đã gọi là bán tải thì đã gọi là chờ hàng, là kiểu gì cũng có liên hạn sử dụng. Thế nhưng mà con này được phép chờ hàng nhưng mà lại không có liên hạn sử dụng các bác nhá. Được phép chờ mấy tạ hàng luôn. Đấy, được phép các bác nhá, chứ không phải là cấm đâu. Giấy tờ nó ghi là được phép chở 2 tạ rưỡi hàng. Được phép luôn. Các bác mình gặp công an thì mình không sợ nhá. Thì được phép mà. Đây các bác xem đi. Xem xong rồi gọi điện cho bên em nhá. Đi em đọc số điện thoại để cho các bác mình nhớ và các bác lưu vào. Khi nào cần có nhu cầu mua bán trao đổi xe thì gọi điện cho bên em để bên em tính cho các bác nhá. Xe nó ok rồi, sàn bọc da, ghế da. Kính của xe các bác nhìn thấy là cũng đã được bọc dán rồi đúng không? Đấy, cửa đóng khít nịt luôn. Đây, rất là ngầu, xe rất là hợp hố, to cao, rộng rãi. Bác là quan tâm đi đấy, sớm cho bên em theo 3 số điện thoại hotline là 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389. Ba số hotline, ba số bên em đang dùng Zalo. Các bác hãy alo trực tiếp để biết thêm chi tiết về mẫu xe này cũng như là mẫu xe khác của bên em. Và máy dầu thì em vẫn còn một số những cái mẫu nữa với cái tầm giá con xe này các bác nhá. Với tầm giá như con xe này thì cũng đang có thêm mấy con nữa luôn. Để bác nào mà đang có nhu cầu liên hệ cho bên em để chốt giá đẹp nhất cho con xe này và những mẫu xe khác các bác nhá. Các bác tới địa chỉ 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và test thử xe cảm nhận. Đấy, và bác nào mà không đến trực tiếp được xem thì bên em sẽ hỗ trợ sang ship xe đến tận nhà cho bác nhá. Ship xe, chuyển xe tới tận nhà luôn, rất là đơn giản và nhanh gọn. Sang tên đổi biển, bác nào mà muốn sang thì bên em cũng sang cho bác luôn. Đấy, sang tên chính chủ bác luôn. Đấy, về đúng biển các bác nhá. Cho dù là các bác ở trong miền Trung, miền Nam thì bên em đều có thể là hỗ trợ sang tên được. Bên em bán ở trong miền Nam rất là nhiều, gần như là ngày nào cũng bán 1 đến 2 con vào khu vực miền Nam các bác nhá. Đây các bác nhìn xem, đây, phần đầu xe đây. Rồi em quay máy và quay gầm cho các bác mình ngó lốt. Có đổi xe nha các bác nhá. Đây bắt đầu quay dưới gầm cho toàn thể các bác ngắm này.
gầm sàn đây. Khung gầm bệ của dòng xe này rất đẹp, nó không bị mục mọt các bác nhá. Máy cực ngon luôn, máy dầu lổ rất êm. Dòng xăng rông này máy lổ êm lắm, không như là một số những dòng xe khác đâu. Dòng xe khác là máy lổ đều rất là to. Dòng này lổ khá là êm các bác nhá. Vâng, và bây giờ thì mời toàn thể các bác xem động cơ khoang máy của chiếc xe. Máy 2.6 các bác nhá. Đây là phần khoang máy động cơ của chiếc xe. Ở trong này thì nó được liên doanh với lại mẹ đúng không ạ? Cabo đây, khoang máy đây. Máy lổ rất ngon luôn. Bên em đã kiểm tra toàn bộ máy và số của chiếc xe này rồi, cho nên là mình hoàn toàn yên tâm về chất lượng máy và số các bác nhá. Đây, khung sườn bên em cũng đã kiểm tra và tất cả chức năng của xe bên em đã kiểm tra. Đây, giấy tờ nữa, chuẩn chỉ luôn cho các bác mình. Dạ vâng, video về cái chiếc xe Samsung Stabic 2008 số sàn này em đã giới thiệu và quay cho các bác mình xem thông tin và biết về hình ảnh các thứ đầy đủ rồi. Các bác gọi điện cho bên em để làm sao bên em chốt cho tất cả các bác giá ok nhất đó nhá. Để chốt cho các bác giá thật là tốt để các bác mua. Thắc mắc gì các bác cứ alo nhá. Xem hình ảnh video hay gì đó qua Zalo thì mình bảo bên em để bên em gửi cho. Dạ vâng, video về chiếc xe này em đã quay xong và giới thiệu cho các bác mình rồi. Xin được chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác vào những chương trình video lần sau ạ.